Vâng, và xin chào các bác đến với kênh Kiên Sư Đạo và em là Kiên. Hôm nay em sẽ làm một cái clip review đánh giá tổng thể những cái chiếc xe đạp em hiện có ở hai kho xe đạp của em, đó là tất cả những cái xe mà hiện có đang tại cửa hàng em ở trong tháng 4 này. Và bây giờ em sẽ quay chi tiết từng đánh giá sơ lượt qua từng chiếc, chứ em không làm video chi tiết từng chiếc nữa, bởi vì hiện tại là em cũng về được khá nhiều xe. Vâng, và chiếc xe hiện có trong ngày hôm nay trong tháng 4 này, đó là đầu tiên là chiếc Gian ATX7 địa hình. Cấu hình em thì nói nhanh qua đó là Meyer Novatec đi vòng. Líp là líp 9 líp, khung nhôm, tập sóc dầu. Size là phù hợp cho một người 1m63, 65 cho đến 1m75. Tiếp theo là chiếc địa hình Lau X khung carbon, phục hơi, mất khóa phục, còn đâu sóc vẫn ngon. Meyer bi vòng, đồ là đùi đĩa rỗng và líp 10 tầng. Tiếp theo đó là chiếc xe đua OCR3300, hai đĩa 8 líp, chính hãng dài, size là size M. Tiếp theo đó là chiếc OCR3500 màu đỏ đen, hai đĩa 8 líp cho nên 16 tốc độ, tất cả hai xe đều size M. Hai xe địa hình. Bên này thì em có là chiếc xe đạp địa hình Trek của hiệu Mỹ. Cấu hình thì bình thường thôi, xanh V, 7 lít, 3 đĩa, 21 tốc độ, size vừa vừa. Tiếp theo đó là chiếc Carex, cấu hình khá là tốt, Meyer, 2 Meyer đi vòng, phanh dầu Shimano, đè SRAM. Đè SRAM X7, đùi đĩa trục rỗng Shimano, đùi đĩa trục rỗng DOR. Đùi đĩa trục rỗng DOR. Bê đan bi vòng luôn, bê đan này nâng cấp, bê đan này nếu mà mua mới nó vào tầm 500.000 một đôi. Size là size M, hiệu Carex Plus, thương hiệu không nổi tiếng nhưng cấu hình khá là tốt trong tầm giá. Tay đè là SRAM X7, phanh dầu Shimano, tiếp theo giảm sóc, con này là giảm sóc dầu, giảm sóc hơi. Vâng, giảm sóc hơi đây các bác ạ. Con này cấu hình cực tốt, đùi đĩa trục rỗng DOR, giảm sóc hơi, giảm sóc bơm hơi luôn, líp 9, bê đan Wellgo, khung nhôm. Tiếp theo đó là con Motachi khung nhôm, cấu hình phanh dầu Shimano, đè Antut 9 líp, Meyer Shimano. Vậy hình. Tiếp theo là con Lau X khung nhôm, cấu hình cũng khá là tốt, đùi đĩa trục rỗng, đĩa nhôm, đè DOG 10 lít, khung nhôm, phanh dầu Shimano, tay bấm DOG, địa hình Lau X, địa hình Motachi, địa hình Carex Plus, địa hình Trek, hai con địa hình kia. Và tiếp theo bên này thì em có chiếc Touring Format, cấu hình là tay bấm Clasip, tay phanh Clasip, đè Clasip, hai đĩa 8 lít, đè Clasip luôn. Tiếp theo là chiếc Touring hiệu Gian Ly, size rất là thấp, nó phù hợp cho các bạn học sinh hay là các chị em nữ hay là các bác có chiều cao khiêm tốn, size thấp cực kỳ luôn. Bánh 700C, cấu hình là đè Antut 8 líp, 3 đĩa, phanh V. Đó. Tiếp theo đó là xe Touring hiệu Merida, con này là cấu hình của xe đua nhưng mà được trang bị tay bằng. Tiếp theo là một chiếc xe đua đời Nhật bãi, một chiếc Touring có khung có cốc hiệu Momentum, cũng hiệu này cũng của Giant, hiệu con, thương hiệu Lee và thương hiệu Momentum đều là thương hiệu con của Giant.
chiếc này sẽ là đi phân phố rất là phù hợp. Tiếp theo đó là một loạt các cái xe touring Nhật bãi, rồi một số xe đua rẻ tiền. Những cái xe này thì giá nó chỉ từ khoảng 4 triệu rưỡi cho đến 5 triệu 2 5 triệu rưỡi rồi. Hiệu Gian Winmax 2500 này, con này là 4 triệu rưỡi. Con DT Fly phanh dầu, phanh dầu 8 lít 7 3 đĩa. Vâng, xe đua Merida. Tiếp theo là Touring Gian FCR 3300, có cấu hình khá là tốt, 8 lít để Shimano 2300, cấu hình xe đua. Tiếp theo đó là Touring FCR 3100. Chiếc xe này rất là độc đáo ở cái sừng này. Các bác nhìn cái sừng cong lên là như sừng trâu ấy. Hình V. Tiếp theo đó là xe đua Winmax 2500. Chiếc xe này là 5 triệu rưỡi. Tiếp theo đó là Winmax 2200, 5 triệu 2. Và cuối cùng là Aerobike giá 4 triệu rưỡi. Đây là những cái xe đua thấp tiền, thì tầm là 4 triệu rưỡi cho đến 5 triệu rưỡi là các bác sở hữu những chiếc xe đua hiệu Gian rồi, cũng khá là ok. Còn tầm 6-7 triệu thì nó cao cấp hơn. Chiếc Merida này giá 6 triệu rưỡi. Và đây là tổng thể những cái xe ở kho thứ hai của em con có. Carrex, còn Carrex này là cấu hình ngon nhất. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến chiếc xe đạp mà em vừa giới thiệu thì cái giá bán em đã đề dưới cái tiêu đề của cái video. Giá bán là công khai, và trong giá bán thì em sẽ bao ship toàn quốc cho các bác, bảo hành về đồ đạp cho các bác 1 năm. Nếu như mà các bác ở Hải Phòng thì qua em sửa miễn phí. Còn nếu như các bác ở tỉnh xa thì em sẽ gửi phụ tùng, phụ kiện về, và em có hướng dẫn sửa chữa qua các cái video em đã làm sẵn. Và như các bác biết ấy, thì là em bán xe đạp cũ, cho nên là những cái xe mà em vừa giới thiệu đấy, thì trong những cái thời gian mà rất là lâu thì em mới mua được một chiếc xe đẹp như vậy và hiếm như vậy. Thì nếu mà các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ ngay với em và tiến hành đặt cọc hoặc trả hết tiền để sở hữu ngay chiếc xe. Em đã, đây không phải là em nói sai sự thật, và đã có rất là nhiều khách phải tiếc nuối và phải đợi rất là lâu mới có chiếc xe như họ mong muốn, hoặc là các bác khách đó là phải lấy những cái chiếc xe khác mà không được ưng ý, chỉ 8 phần 10 so với những cái chiếc xe mà các bác đã được xem trước nhưng mà không tiến hành sở hữu em đó ngay, cho nên là rất là tiếc nuối. Thì em là em bán đồ cũ, cho nên số lượng chiếc xe chỉ có 1 chiếc, và được những cái chiếc đẹp như này thì em phải tuyển lựa rất là nhiều ở những cái bãi xe ở bên nước ngoài, sau đó là tiến hành gửi máy bay về. Cho nên là để mà có những cái chiếc xe đẹp mà em vừa trình bày như lúc nãy thì rất là hiếm, và các bác muốn sở hữu em xe này thì liên hệ ngay Zalo với em và để sở hữu em đó. Và ngoài ra, nếu như mà dành cho các bác nào mà ở tỉnh xa thì các bác có thể mua xe của em qua một số hình thức sau. Đó là: một, các bác có thể bắt xe khách hoặc là lái xe riêng đi đến Hải Phòng và tới nhà em mua. Hai là các bác có thể chuyển cọc thấp nhất là 500.000, thì em sẽ tiến hành ship qua cái dịch vụ của bưu điện, thì bưu điện sẽ chuyển tới nhà các bác và người bưu tá sẽ thu lốt số tiền còn lại. Khi mà các bác có chiếc xe đã đến cửa nhà các bác thì các bác được quyền mở hộp xe đạp ra kiểm tra xem có đúng xe ở trên video hay là ở trên Zalo mà các bác đã thỏa thuận với em trước khi mua không, và các bác giả lốt số tiền còn lại cho người bưu tá. Và cách thứ ba là các bác sẽ chuyển hết tiền, thì em sẽ có những cái món quà dành cho các bác chuyển hết tiền. Đó là em sẽ tặng full phụ kiện của em dành cho các bác chuyển hết tiền ở tỉnh xa để mua xe, gồm có full phụ kiện, gồm có chắn bùn, một số những cái giỏ phụ kiện đây em cứ mua sẵn để em dành tặng các bác chuyển hết tiền để mua xe ở tỉnh xa. Chắn bùn, túi để đồ, khóa dây, đèn nháy, chuông,
thì tùy theo có những cái xe lắp được cái này không lắp được cái kia, giá bình nước và một số thứ khác thì tùy theo, có thể là xe lắp được chiếc này không lắp được chiếc kia, thì các bác có thể nhắn tin Zalo với em để em có thể tư vấn được những cái phụ kiện lắp thêm khi các bác thanh toán theo hình thức là chuyển khoản 100%. Về uy tín của em thì các bác có thể vào Facebook tìm Kiên Xe Đạp để em có một cái album tất cả những cái khách hàng đã mua xe của em. Cũng dạo gần đây thôi em mới tạo cái album này, còn trước kia em bán cũng rất nhiều khách hàng nhưng mà em không có lưu lại. Thì các bác có thể tham khảo thêm về cái uy tín của Kiên Xe Đạp. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến những cái chiếc xe đạp mới, bởi vì xe đạp của bên em thì bán rất là nhiều, một tháng doanh số của bọn em có thể lên đến khoảng trên dưới 100 chiếc xe, thì các bác muốn tham khảo những cái chiếc xe mới về liên tục, cập nhật liên tục, thì các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp ở trên Facebook và ấn kết bạn với em. Ở trên YouTube các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh. Ngoài ra em còn bán đồng hồ đeo tay Nhật bãi, Thụy Sĩ, Nga. Nếu mà các bác quan tâm thì hãy lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ để mà xem những cái mẫu đồng hồ đó. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.